Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số Hưng Yên TV Go, Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể hàng năm có tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương chính sách các hoạt động phát triển, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Đến năm 2025, cập nhật khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước và năm 2030 sẽ cập nhật khai thác hiệu quả dữ liệu của 30.000 tài năng trẻ trên hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ quốc gia. Theo đó, năm 2025 cũng sẽ xây dựng vận hành mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và công viên số tài năng trẻ quốc gia. Đến năm 2030, sau khi được phát hiện, tôn vinh, có tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức các sân chơi, học thuật, năng khiếu, tài năng, các giải thưởng, cuộc thi, hội thi trong các ngành lĩnh vực, đặc biệt chú trọng phát hiện tài năng trẻ là lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, vận động viên, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, truyền thống, lực lượng vũ trang, người dân tộc thiểu số và tài năng trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Sáng nay, khu dân cư Sầm Khúc, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa quân dân năm 2022. Khu dân cư Sầm Khúc có 415 hộ gia đình, trong đó có 72 hộ khá và giàu, số hộ nghèo còn 1,46%. Qua bình xét năm 2022, khu dân cư có 394 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển sôi nổi, hàng năm khu dân cư hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dịp này, khu dân cư Sầm Khúc được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Giá một số loại vật liệu xây dựng tăng cao trong thời gian vừa qua đã gây khó khăn cho các nhà thầu xây dựng khi mà đơn giá dự toán và trúng thầu thấp hơn thực tế khá nhiều. Nguy cơ các công trình sẽ bị chậm lại, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Đây là một dự án san lấp làm hạ tầng khu liên hiệp thể thao, văn hóa và dân cư tại huyện Ân Thi được liên danh hai đơn vị thi công trúng thầu vào tháng 5 năm nay. Trong đó chủ yếu là san lấp mặt bằng, sát nền và làm nền đường. Theo dự toán và đơn giá trúng thầu, một mét khối cắt nền là 115.000 đồng, khối đá dăm là 200.000 đồng một mét khối. Nhưng từ khi có mặt bằng tháng 10 năm nay, các đơn vị triển khai san lấp thì giá các loại vật liệu này đều tăng gần gấp rưỡi. Đối với các công trình xây dựng, đòi hỏi khối lượng đá, cát vàng và san nền rất lớn. Tuy nhiên, đơn giá cắt vàng theo giá trúng thầu là 350.000 đồng một mét khối thời điểm đầu năm 2022. Nhưng từ giữa năm 2022 đến nay đều tăng lên từ 650 đến 700.000 đồng một mét khối. Trong vòng một tuần trở lại đây, mỗi ngày, các nhà cung cấp lại báo một giá khác và nguồn nguyên liệu cầm chừng khiến cho đơn vị thi công không có vật liệu để san lấp. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh quan đô thị, đó là những mục tiêu thành phố Hưng Yên đang hướng tới. Tổng đàn vật nuôi tại thành phố Hưng Yên thời điểm này là trên 13.000 con trâu bò, 50.000 con lợn và 450.000 con gia cầm các loại, tập trung tại các xã Phú Cường, Hùng Cường, Trung Nghĩa, Hoàng Hanh, Tân Hưng. Lượng đàn vật nuôi trong khu dân cư lớn lại chưa có giải pháp xử lý chất thải triệt để, đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều hộ chăn nuôi đã ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là ảnh hưởng tới chất lượng đô thị. Thành phố Hưng Yên đang tập trung rà soát, từ đó xây dựng đề án chăn nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cúm B thường xuất hiện ở thời điểm giao mùa hiện nay, khi thời tiết thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ cao giữa ngày và đêm. Thông thường sau 2 ngày, cơ thể tiếp xúc với cúm, các triệu chứng ban đầu là sốt, cảm giác ớn lạnh, đau đầu, đau nhức cơ bắp, chóng mặt, ăn không ngon, mệt mỏi, ho, đau họng, chảy nước mũi. Trẻ em dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, buồn nôn. Với người có sức khỏe và đề kháng tốt, triệu chứng cúm B thường nhẹ và khỏi trong vòng 4 đến 7 ngày. Người mắc bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc người có suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn biến nặng hơn như viêm tai, viêm phế quản, viêm phổi, viêm não, suy đa tạng có thể dẫn đến tử vong. Theo các bác sĩ, nếu nghi ngờ mắc cúm, có thể điều trị tại nhà, song
cần hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang và giữ vệ sinh đúng cách. Trước tình hình dịch cúm mùa đang gia tăng tại Hưng Yên, mỗi người cần chủ động giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý và nâng cao sức đề kháng cho cả gia đình, giảm nguy cơ mắc bệnh cúm. Ngày 6 tháng 11, Chính phủ ban hành nghị quyết về đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Về thanh toán bảo hiểm y tế cho các bệnh viện, nghị quyết nêu rõ tiền khám bệnh, tiền giường và dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm máu, chế phẩm máu đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi và mức ảnh hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo số lượng thực tế. Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các kỹ thuật chưa được ban hành giá bảo hiểm y tế sẽ thanh toán theo số lượng thực tế và giá mua theo quy định về đấu thầu. Chính phủ cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất. Thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký trước ngày 5 tháng 11 năm 2022 hoặc không quá 12 tháng kể từ ngày này. Để tháo gỡ, Chính phủ đã giao Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu sửa Nghị định 146, hiện dự thảo được Bộ Tư pháp thẩm định. Trong tháng 10, lực lượng chức năng đã hoàn thành giám sát an toàn thực phẩm đợt 5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đoàn đã lấy 229 mẫu thực phẩm kiểm tra nhanh, trong đó lấy 89 mẫu rau kiểm tra nhanh nitrat, 140 mẫu giò chả kiểm tra nhanh hàn the. Kết quả có 13 mẫu giò chả dương tính với hàn the. Các trường hợp vi phạm đã được xử lý theo quy định. Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn chất lượng nông sản dịp cuối năm, Sở chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Dự báo trong năm 2022, tổng số lượng hành khách qua các sân bay Việt Nam đạt khoảng 100 triệu lượt, bằng 83% so với thời điểm trước dịch. Theo đó, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 40 triệu lượt khách trong 10 tháng và dự kiến đạt trên 55 triệu lượt khách trong những tháng cuối năm 2022. Cục trưởng Hàng không cho biết, 10 tháng qua, thị trường quốc nội tăng trưởng cao, được đánh giá là một trong những thị trường tăng trưởng tốt nhất sau dịch Covid-19. Song thị trường quốc tế hiện mới phục hồi được khoảng 50%. Hãng truyền thông nhà nước Iran hôm 6 tháng 11 đưa tin, lực lượng vệ binh cách mạng nước này đã thử nghiệm thành công đưa một tên lửa mang vệ tinh mới lên quỹ đạo. Theo nguồn tin trên, tên lửa mang vệ tinh mới lên quỹ đạo là tên lửa GAE-100, có thể đưa các vệ tinh nặng tới 80kg lên quỹ đạo khoảng 500km so với mặt đất. Tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Iran nêu rõ, chuyến bay thử của thiết bị mang vệ tinh này đối với động cơ nhiên liệu rắn đã hoàn tất thành công. Người đứng đầu bộ phận không gian thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết, tên lửa GAE-100 sẽ được sử dụng để phóng vệ tinh Nahid. Giới chức Hàn Quốc cho biết, hai thợ mỏ nước này bị mắc kẹt dưới lòng đất trong 9 ngày đã sống sót nhờ ăn bột cà phê. Hai thợ mỏ Hàn Quốc bị mắc kẹt trong mỏ kẽm sâu 190 mét dưới lòng đất ở Bongwa vào ngày 26 tháng 10. Hai thợ mỏ được giải cứu vào ngày 4 tháng 11 và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện địa phương. Các quan chức cho biết, sau khi được giải cứu, sức khỏe của hai người ổn định. Hai thợ mỏ có mang theo bột cà phê hòa tan và đã ăn nó để duy trì sự sống. Ngoài ra, hai thợ mỏ cũng uống bất cứ thứ nước nào chảy ra trong lúc bị mắc kẹt. Giới chức Kenya cho hay, có tới 205 con voi cùng hàng trăm động vật hoang dã khác đã chết ở Kenya từ tháng 2 đến tháng 10 năm nay do tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Bộ trưởng Du lịch và Động vật Hoang dã Kenya, bà Penina Maloza cho biết, ngoài 205 con voi, còn có 512 con linh dương đổ bò, 381 con ngựa vằn, 12 con hươu cao cổ và 51 con trâu bị chết do khô hạn. Các nhà chức trách đang cung cấp cỏ khô trong nỗ lực giải cứu các loài động vật. Không chỉ động vật, hạn hán tồi tệ nhất 40 năm qua cũng ảnh hưởng đến ít nhất 4 triệu người trong tổng số 50 triệu dân của Kenya. Bốn mùa thiếu mưa liên tiếp đẩy người dân trên khắp vùng rừng châu Phi rơi vào cảnh đói khát. Hơn 1,5 triệu con gia súc đã chết chỉ tính riêng ở Kenya. Một nhà khoa học Tây Ban Nha mới đây phát hiện ấu trùng của một loài bướm có thể sẽ là giải pháp cho vấn đề rác thải nhựa hiện nay trên thế giới. Nhà khoa học Federica Bertolcini, người Tây Ban Nha, mới đây phát hiện ấu trùng của loài bướm đêm Galeria, thường được gọi là sâu sáp, thích ăn nhựa. Theo bà, một số loài côn trùng, vi khuẩn và vi sinh vật có thể giúp nhựa PE phân hủy sinh học, nhưng ấu trùng của loài bướm đêm Galeria có khả năng giúp thúc đẩy nhanh hơn quá trình phân hủy nhựa. Ngoài ra, quá trình mà loài ấu trùng này ăn nhựa diễn ra trong điều kiện nhiệt độ bình thường và không cần tới việc xử lý rác thải trước.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.